mới về cái city top anh chị. Anh chị lưu ý top là bảng cao nha. Còn bảng CVT và bảng top, bảng này là bảng top 2018, một chủ mua mới từ đầu biển Bình Dương anh chị. 2018 một chủ mua mới từ đầu. Xe thì bao đẹp. Odo chạy được bảy mấy ngàn chị, bảy mấy ngàn. Vỏ thì đăng kiểm thì mới, vỏ thì mới. Vỏ ta mới thay hai cái vỏ sau. Mới thay tắc thì luôn. Thay vỏ mới 100% nha anh chị. Đó, mới thay hai vỏ sau, hai vỏ trước còn tốt. Nội thất đẹp. Đồ chơi thì có màn hình Android bự à. Rồi phim cách nhiệt, viền che mưa, tay cửa, mạ rơm. Rồi đăng kiểm mới. Đèn là đèn led trước led sau nha, màu xanh, màu xanh nha chị, xanh này không biết phải là carbon size không nữa. Tháng 12 2025 là mới đăng kiểm nha, đèn là full led nha anh chị, màu xanh nè, mới lắm. Cái này bên tâm bán 400 nha anh chị, 400 bản top 2018. Bản top thì anh chị đi là đã lắm, nói chung là nhiều tính năng, nó 7 túi khí, nó đèn led trước đèn led sau, cân bằng điện tử, lẫy chuyển số thông minh, nhiều lắm, rất là nhiều cảm biến nữa, cảm biến trước sau. Xe này full lịch sử hãng nha, bảy mấy ngàn cây anh chị. Trần lên 5D rồi, 7 túi khí nha. Ga tự động, glue control, lẫy chuyển số thông minh. Quá đẹp anh chị ơi, công tắc. Màn hình lớn à. Có cửa gió hàng ghế sau và đặc biệt cái city nó rất là rộng nha anh chị. City nó rộng lắm, cái khoảng khoảng không gian này nó rộng, ngồi cái chân mình nó sải chân mình rồi thoải mái. 2018 anh chị, mới lắm, một chủ à. 400 nha anh chị. Trước là xe này tấm bán 43 44 43 44 không. Này bán top mà. Bán top mà đời 2018 một chủ từ đầu, xe mới lắm. Bảy mấy ngàn cây. Giờ tâm lựa những cái xe xuất sắc gì về phục vụ bà con cho nó khỏe ha, cho nó tình cảm, bên bán cũng được hưởng lợi và bên mua cũng được hưởng lợi. Bên mua thì được hưởng lợi cái chất lượng và bên bán thì được hưởng lợi cái lợi nhuận. Xe này tâm mới thay vỏ mới 100% nha anh chị, mới thay chạy chưa được 200 mét nữa, nhà tâm bước vô đây 100 mấy chục mét à, vừa mới gắn luôn hai cái vỏ sau. Bởi vì cái xe mà anh chị lưu ý, nếu ở nhà có xe mà chạy nghe tiếng ồn nhiều á là vỏ nó mòn rồi đó anh chị, ồn nhiều là vỏ mòn rồi đó. Xe này mới lắm, bánh dự phòng chưa xài luôn, đèn full led trước led sau hết luôn, đã lắm. Dòng này ban đêm đi sáng cực kỳ, sáng xanh luôn, VIP luôn anh chị. Nội thất nè, anh chị nhìn cái nội thất này là biết rồi, ghế sau hầu như là còn mới nguyên luôn. Sáu bốn sáu bảy không một. Nội thất mới thiệt anh chị, cái thùng sau này mới mới cứng luôn, còn cái bánh xe cua này chưa xài luôn nha, bánh xe cua chưa xài luôn, con đội còn mới lắm nè, đồ nghề đầy đủ, cái gầm bảy màu luôn. Xe đất Bình Dương mà một chủ nó đẹp lắm anh chị, rất là đẹp. Vỏ mới ha, 18555R16. Mới thay cái vỏ, một cái là 1 triệu mấy anh chị, hai cái là gần 3 triệu. Nội thất tươi và đẹp như ý luôn. 7 túi khí nha. Màn hình Android. Màn hình Android lớn luôn, 10 inch, mười mấy inch á.
Xe này không mua uổng lắm anh chị, xe đẹp tươi như ý luôn. Để cho anh chị là 400 nha. 2000 ghế nó như vậy nè. Nhìn nó căng luôn. Còn rất là căng anh chị, chứ không nó xẹp hết rồi. Cái mút ở trong á, ý là cái mút ở trong nó còn căng luôn. Qua lăng cần số là không có một tí gì gọi là mòn luôn. Cột kèo này là có túi khí hết nè. À, 7 túi nè, đây nữa nè. Túi khí giáp dòng hết. Màn hình to nè. Màn hình to đùng. Cục số nè. Số dữ dằn không anh chị? Chìa khóa nè. Khóa thông minh, đề nổ startup, alo, dạ em chào anh Tâm ạ. nói đi ạ. Vâng, anh ơi, cho em hỏi cái con CX5 màu lông Phật ấy, thì 73 có được không anh? Không có bán được anh ơi. Để mình bán hết xe rồi. Ok, em thấy anh cũng gì em thích quá mà tí nữa mình điện lại anh cho, cũng gì. mình đang làm video, tí điện lại cho. Dạ Ừ. vâng. Xe này mới lắm nha anh chị, rất là mới. Với cái tầm tiền này, chất lượng này và cái đời xe này thì đây là một con xe đẹp anh chị. Đây là con xe đẹp. Anh chị lưu ý nha, xe bên Tâm là cái nào lỗi là lỗi, nào rin là rin nha. Xe này rin hết. Một chủ mua mới từ đầu, đăng kiểm mới, vỏ mới, đèn full LED rất là mới luôn á. Gầm nè, mặt nạ nè. Sáng trưng à. Đăng kiểm mới vậy là mình yên tâm rồi, không có sợ phạt nguội anh chị. Hôm nay tao mua xe cũng bị phạt nguội hoài. Rồi anh chị coi nè, ốc tán nè. Xe này là chủ người ta thay cục cao su này nha anh chị. Vô hãng thay cục cao su. Thay cục cao su là năm 2022. Mới thay năm ngoái. Máy rin 100% nha. Hãng ABS. Cục cao su này thay nha. Tâm thấy trường hợp này nhiều nha anh chị, thay cục cao su. Cái máy nó đỡ giặt. Nắp cò, nắp gì là chưa mở, chưa ra gì hết nha. Máy đẹp lắm. Máy rất đẹp. Mới lắm nha anh chị. Xe này nếu anh chị mua thì alo cho Tâm nha. Liên hệ Tâm bằng số điện thoại là 0917 215 512 nha anh chị. Và đến xem xe trực tiếp tại công ty ô tô Duy Tâm. Có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Liên hệ Tâm để có những con xe vừa ý đến với gia đình. Những ngày xuân gần tới rồi, xe này đẹp lắm anh chị. Liên hệ để chốt nha. Tâm cảm ơn anh chị ạ. Dạ em nghe anh.